quá là sợ hãi. Thực trạng dàn xếp tỷ số của thể thao điện tử Việt Nam. Người Việt Nam mình không có dở. Liên minh huyền thoại tựa game thành công nhất của Việt Nam đang đứng trước thời kỳ đen tối khi nhà phát hành Riot Games bắt đầu thực hiện cuộc điều tra bán độ và dàn xếp tỷ số với tất cả 8 đội tuyển đang thi đấu tại VCS mùa xuân 2024. Ngựa quen đường cũ, ngày 18 tháng 3 vừa qua, Riot Games thông báo VCS 2024 mùa xuân chính thức tạm hoãn để giải đấu tiến hành điều tra các đội tuyển về hành vi bán độ dàn xếp tỷ số. Tất cả các đội tuyển đã được Riot Games và ban tổ chức giải đấu triệu tập để lấy thông tin, bao gồm team Secret, team Gam này nọ cái thứ. Hệ quả của cuộc điều tra là tất cả trận đấu còn lại của vòng bảng VCS 2024 mùa xuân đã chính thức bị hủy bỏ. Ngoài ra, kết quả của các trận đấu của ngày 14 cũng sẽ không được tính. Lúc này VCS 2024 mùa xuân cũng chưa hẹn ngày trở lại. Trong khi đó, vòng chung kết tranh ngôi vô địch thế giới, tranh ngôi vô địch quốc gia cũng sẽ bị hoãn lại cho đến khi Riot Games hoàn tất cuộc điều tra. Như vậy, bảng xếp hạng của vòng bảng sẽ tính theo kết quả của 7 tuần thi đấu. Đây không phải là lần đầu tiên giải vô địch quốc gia bộ môn Liên minh huyền thoại phải dừng lại giữa chừng. Trước đó, ở giải mùa 2023 Hoàng Hôn, ban tổ chức giải đấu đã từng và hủy bỏ kết quả vì vi phạm nghiêm trọng các quy định và điều lệ theo SBTC Esports, không còn được phép tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến giải đấu. Ở cuộc điều tra gần nhất, 5 vận động viên gồm Trần Amber Đình Tuấn, Đỗ DNK Ngọc Khải, Nguyễn Bengun Đăng Khoa, Lê Bịa Một, Phú Lê, Lê Vinboy Trần Quang Vinh đã bị Riot cấm thi đấu trên toàn bộ hệ thống giải đấu của mình trong vòng 3 năm. Trong quá khứ, vận động viên Phạm BHT Hoàng Thành của đội tuyển Overbounder Gaming cũng từng bị cấm thi đấu 2 năm vì hành vi tham gia cá độ khi thi đấu VCS mùa hè 2020. Trên thực tế, tình trạng bán độ hay dàn xếp tỷ số trong các trận liên minh huyền thoại cùng những bộ môn khác đã tồn tại rất là nhiều năm, xuất hiện ở nhiều giải đấu trên thế giới và có đủ quy mô lớn nhỏ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, bộ môn Liên minh huyền thoại thường được chú ý vì có tuổi đời lâu nhất, sở hữu cộng đồng người chơi lớn nhất, cũng như là thành tích tốt nhất trên đấu trường quốc tế. Cái câu thành tích tốt nhất thì nó hơi đa dạng các hình thức dàn xếp. Các trận đấu của môn Liên minh huyền thoại thường có các kèo về tỷ số, tổng thời gian thi đấu, điểm hạ gục, mục tiêu trên bản đồ. Theo đó, việc bán độ đối với các tuyển thủ sẽ trở nên dễ dàng khi họ chính là những người vận hành trận đấu mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Chúng mày có từng nghĩ là chúng mày đang làm cái đéo gì cho cuộc đời mình không? Không làm công việc này thì đi làm công việc gì không? Mà nếu mà không có công việc này, không có cái tài năng rồi. Không có tài năng ở bộ môn này. Bộ môn này thì chúng mày đang là cái thành phần nào? Thì chúng mày là cái thành phần nào trong xã hội? Có bao giờ nghĩ đến cái điều đấy không? Lương 8 triệu, 15 triệu ở một thời điểm tuổi, ở thời điểm tuổi 15, 16, 17 tuổi, 18 tuổi mà chê. Chưa tính đến cái chuyện thi đấu tốt, được giải trong nước. Giải trong nước chia ra được nhiêu? Giải trong nước đánh mùa chia ra được, nếu mà đánh tốt nha cũng được tầm khoảng hai mấy, ba mấy, bốn mấy triệu một năm, hai mùa. Tao phải làm phép tính giờ cho nó hả, lương 10 triệu, lương giải trong giải tức quá mà ngoài tổng thưởng chớp rồi tổng độ tuổi trung bình rồi cho như đĩa đó đi thì lương á, theo tôi biết á, lương trung bình là coi như là dạng hàng xoàng lắm đi. Cái thời đỉnh cao thì tôi không nói, bây giờ anh em muốn tôi nói thời đỉnh cao này là nói cái thời mà ở thời điểm hiện tại. Anh em muốn tôi nói thời đỉnh cao hay là ở thời điểm hiện tại? Đỉnh cao đúng không? Thời điểm đỉnh cao. Lương trung bình. Lương nè,
từ 5 triệu cho đến 80 triệu, không tính thành phần, không tính những người quá kinh khủng khiếp, từ 5 cho đến 80. Giải trong nước hồi xưa giải nhất là nhiêu? Cái tiền giải trong nước là dao động là từ nhận được nha, nhận được là giải trong nhất, giải thấp nhất là được đó là nhiêu tiền quên rồi ta. Giải thưởng VCS 2023 đây, mình coi hạng chót là nhiêu tiền, hạng chót là nhiêu tiền quên rồi anh em. Thôi 80 triệu thì cao quá, 60 triệu đi. Hạng chót hình như tôi nhớ không lầm là 60 triệu hay 80 triệu gì á. Rồi mình tính vậy thôi. Tổng giải thưởng VCS 2023. Giải chót là 65 triệu. 65 triệu bây giờ tôi nói là tôi chia cho nhà đầu tư đi. Chia cho nhà đầu tư đi nha. Chia cho nhà đầu tư 30% đi. 65 bằng 45 triệu rưỡi. 45 triệu rưỡi đi. 45 triệu rưỡi rồi chia cho 8 đi. Là hả 5 triệu rưỡi. 5 triệu 7 đi. 5 triệu 7. 5 triệu 7 đến nhiều. 5 triệu 7 đến là giải nhất là 400 triệu đúng không? 400 triệu mà chia cho nhà đầu tư đi, 400 triệu chia nhà đầu tư 30% đi. Rồi trừ thuế nữa, trừ thuế này nọ nữa, trừ thuế 10% đó đi. Rồi cho 5 triệu đi. Tiền giải một mùa là 5 triệu. 5 triệu cho đến giải nhất chia 100 là ra nhiêu? Ra 258 triệu, 252. 31 triệu rưỡi, 31.5. Giải ngoài là trong nước, giải ngoài là điếu quốc tế á. Cho Sương Sương là hả? Sương Sương là 70 triệu đến 120 triệu đi. Rồi, thưởng Sương Sương, thưởng thì cũng dao động từ 5 triệu. 5 triệu cho đến thưởng 5 triệu đi. Cho đến 1 tháng lương đi. Xong rồi chớp. Này là hả? Ngoài 1 nha, ngoài 1 nha. Rồi chớp. Sương Sương cho nguyên 1 năm luôn, không có làm chớp gì đi thì cũng được 10 triệu đi. Còn mấy thằng nào mà nổi được bút này nọ các thứ thì nó giá nó khác, còn những thằng Cinnamon 10 triệu đi. Đúng không? Cái này x2 lên. Cái này x2 lên nè. Ngoài 1, giải ngoài 2. Đó. Giải trong 2. 2. Giải trong 2. Khỏi ghi mùa. Rồi 5 triệu đến 31 triệu rưỡi. 70 cho đến 120. Này tính ra mỗi thằng đó nha. Mỗi thằng đó nha. Rồi giờ nhân lên coi. Nhân 12 tháng đi. Nhân 12 tháng đi. Rồi nè. Ăn miễn phí. Ở miễn phí. Bệnh xâm tham. Bịn. Thỉnh thoảng bịn. Có người lo. Đánh tốt được này nọ. Đó, đánh tốt được này nọ. Rồi bây giờ nè, đội tuyển. Tiền đầu tư một tháng dao động là nhiêu? Dao động là từ 200 đi, 200 triệu đến 500 triệu đi. Bao gồm gì? Bao gồm là ăn uống ngủ nghỉ này nọ, điện nước này nọ, các thứ trả lương này nọ, cái thứ từ 200 triệu 500 triệu đi. Một mùa. Một mùa 6 tháng. 6 tháng là một mùa là 6 tháng là 1 tỷ 2. 1 tỷ 2 đến 3 tỷ một mùa. Rồi, bây giờ tiền giải đi, tiền giải tôi nói tiền giải mà giải tổng đi, đánh á, bình thường đánh thí dụ như được 70.000 đô đi. 70.000 đô, lấy 30% của 70.000 đô đi. Thuế 10% nữa. Thuế 10% nữa là còn 63.000 đi. Tôi cho con số cao lắm rồi đó, tôi cho cao lắm rồi đó. Rồi 30% của 63.000 là nhiêu? Là 18.900. 18.900 bây giờ cho 2 mùa luôn đi. 2 mùa là 18.900 luôn đi. Rồi, thấy không? Rồi. Đã đủ cái số tiền đầu tư chưa hả? Hả? Đã đủ số tiền đầu tư hả? 6 tháng chưa? Rồi bây giờ mình tính trung bình thôi. Tôi tính trung bình là một cái thằng mà bèo nhèo lắm đi. Bèo nhèo lương 5 triệu một tháng. Tiền giải hạn chót luôn là 5 triệu nữa. Hai lần là 10 triệu. Bèo nhèo lắm nha, bớt bát lắm nha, bát nhát lắm nha. Nên là mấy thằng mà là 5 triệu là mấy thằng mới vô nghề á. Mấy thằng mới vô nghề á, còn những thằng mà cao cao hơn là sẽ từ 8 triệu, 10 triệu. 8 triệu, 10 triệu, 15 triệu, rồi tính tiền giải này nữa. Là có phải mình tính chia trung bình ra là hả, mỗi tháng cũng phải là mười mấy, 20 triệu không?
mà độ tuổi trung bình là bao nhiêu? Độ tuổi là 17, 18, 19. 17, 18 là có thể dạy, nó đánh 1, 2 mùa thôi là lên lương, được lên lương chắc. Nó 17 tuổi đủ tuổi tham gia thi đấu đúng không? 17 tuổi đủ tuổi tham gia thi đấu, đánh tầm khoảng 2 mùa thôi, thấy có kết quả ghê, lên 18 tuổi lương khác liền. Làm hả, phục vụ này nọ cái thứ đi lương hả, 18.000 đến 23.000, có chỗ 27.000 một tiếng. Rồi tiền ăn, tiền uống tụi nó phải tự lo, tiền nhà tụi nó phải tự lo nữa. Ăn uống nữa nè, lương bây giờ cho lương cao lắm, 25.000 một giờ. Ngày làm 8 giờ đi. 25.000 một giờ. Một ngày 8 giờ 200k. Một tháng là trừ đi 4 ngày là còn 5.2 triệu. Rồi giờ 25.000 đi, rồi okay, cho 30.000 luôn, cho cao cao xíu đi. Rồi 30 nè, 240. Rồi cũng lên được miếng. Làm cực khổ bưng bê này nọ cái thứ, rồi còn phải hả, còn phải cái gì mấy ông biết không, còn phải hả ý kiến khách hàng này nọ nữa. Còn xong khi game thủ á, là hở ra game thủ mà nó giận cái này cái kia á, là hả đội tuyển phải đi nói chuyện, phải kiểu như năn nỉ tụi nó như này như kia. Tại sao, tại sao mình phải năn nỉ đó? Tại giờ không có, đâu có người Việt Nam mình đâu có người nhiều đâu. Mấy ông thấy không, ra quay đi quanh đi quẩn lại vẫn có những cái khuôn mặt đó thôi, đâu có khuôn mặt mới đâu. Còn ở thử bên Trung hay là bên Hàn đây, láo nháo lại cho cút liền. Láo nháo một cái nó cho cút, xong rồi nó sẽ nói với mấy cái đội tuyển khác, hay là nói lên Riot này nọ cái thứ, thằng này thái độ luyện tập này nọ không ok la la này nọ cái thứ. Đó. Rồi lúc đó, rồi thấy cái cảnh. Nhưng mà vấn đề á, vấn đề là 7 triệu là mất sàn đó, 5 triệu, 7 triệu là mất sàn mới vô đó. Hoặc là 8 triệu. Hồi xưa á, là hả, hồi xưa lúc mà lên A một cái là lương tuyển thủ 8 triệu. Lên A nha. Vừa đánh B lên A, cái đánh mùa đầu tiên lương 8 triệu, xong mà đánh tăng lương từ từ, từ từ, từ từ. Lên A đánh một cái lương 8 triệu chưa tính tiền thưởng. Thiệt. Rồi được ăn uống, được ở miễn phí nữa. Xài máy lạnh một ngày, mấy ông nghĩ đi, xài máy lạnh từ sáng tới tối. Ở trong môi trường máy lạnh không? Làm việc máy lạnh sướng thế mẹ.